Ok, hai chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình ha. Và mình là Stoppy Gaming đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái tập tiếp theo của cái phần mà Suka, Jen, Seiko và Doraemon đó. Đã bị cái con nhỏ Doraemon này bắt cóc qua bên đây này các bạn. Hiện bây giờ thì mấy người bạn này của mình thì mình không biết là họ đang xỉu hay là họ đang bị thương hoặc họ đang chết, thì mình không có kiểm tra được ha. Cho nên bây giờ á mình sẽ chạy qua bên kia để mình lấy cái xe của thương mình qua đây á, mình chở những người bạn của mình á đi tới bệnh viện rồi các bạn ha. Còn Doraemon này thì đã bị mình đánh gục rồi các bạn, mình không rõ là nó chết hay chưa nữa. Nhưng mà lúc mà mình chiến đấu nó thì mình sử dụng là cái cây phóng lợn nha các bạn. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài để mình lấy xe thôi các bạn ơi. Đây, ngày hôm nay thì mình lấy đại con xe nào cũng được ha. Và mình sẽ chạy qua bên chỗ bệnh viện. Chỗ bệnh viện thì nó có tên là Cruzaderas 149 các bạn. Đây là bên một cái hospital các bạn, rất là lớn ở trong GTA 5, trong thành phố Los Santos ha. Rồi ok, let's go. Wow, thực sự thì mình khá là bất ngờ khi mà nhỏ Doraemon này á nó bắt Doraemon, Suka, Chayenne và Seiko các bạn nha. Mình không biết là cái mục đích nó là cái gì đó các bạn. Nó kêu là nó chỉ bắt và nó muốn sát hại những cái người đó thôi, mà mặc dù á là những người đó là những người rất thân thích với nó, giống như là Doraemon là anh của nó này các bạn đấy. Mà nó còn bắt luôn, tại vì á nó bắt Seiko, Suka, Chayenne thì nó nói ha, cái này nó bắt luôn cả ui ở bên khúc bên này á, sao mấy chiếc xe này nó chạy trên không luôn rồi này các bạn. What the hell, các bạn coi nè, quay gì kìa, mấy khúc bên kia đâu có sao đâu nè các bạn coi nè. Mình chạy bên đây thì khá là bình thường đúng không, mình chạy bên đây á thì mình chạy trên đường bình thường, nhưng mà khi mình chạy ra đây nè các bạn nhìn nè, thì nó lại nằm ở trên không. Ui, what the hell các bạn. Ê, có khi nào á các bạn đường này nó hơi bị cao, mình qua tới đây á thì xe của mình nó lại bình thường trở lại ha. Nó chưa bị cái khúc đường trên đó thôi. Ui, hay là cái đoạn đường đó nó có trọng lực hay các bạn, nó làm hả nâng á mấy con xe của mình lên. Trời, ngày hôm nay á mình chạy qua mấy cái bãi cỏ này các bạn. Các bạn nhìn mấy cái bãi cỏ này sụp xuống nè. Trời ơi, nhìn khá là gì mà này nọ luôn ha. Lúc trước á mình chạy qua mấy cái bãi cỏ này là mình chạy không có được các bạn. Mình chạy ra đây là mình bị đụng vô cái đung luôn á. Nhưng mà ngày hôm nay á thì tự nhiên nó bị rạp xuống nè. Ui, khá đã luôn các bạn nha. Thì có thể đây là một cái update mới trong GTA 5 mà mình chưa biết các bạn. Ok, thôi bây giờ thì mình sẽ tập trung chuyên môn thôi các bạn. Ủa sao tự nhiên kẹt xe đây luôn rồi. Trời ơi, dính một cục đi luôn rồi các bạn ơi. Cái gì kỳ cục vậy. Trời ơi, các bạn nhìn nó chạy kìa. Rồi xong, chạy vậy sao quá mấy cha. Thôi kệ đi, nó chạy sao kệ nữa. Mình kiếm đường khác mình đi thôi. Nó kẹt xe một đống bên kia luôn kìa. Mà cái đường thì rõ bự, mà chạy sao hồi kẹt một đống bên kia luôn. Cho tụi nó chết các bạn, cho nó kẹt bên đó luôn đi. Mình đi đường khác ha, không yên tâm. Rồi ok các bạn ha. Đây, mình sắp tới bệnh viện rồi các bạn. Ở đây có một con xe con nhìn khá đẹp luôn á. Cái xe này nó giống như là cái xe mà Mini Couple bên mình nha các bạn. Để mình lấy mình chạy thử. Xe này thì nó chỉ có hai chỗ thôi các bạn nha. Nhìn khá là dễ thương, cute for my wear luôn các bạn. Và ấy thật. Uầy, chạy cũng khá nhanh đó các bạn nha. Chúng không có chậm đâu. Nhưng mà xe này thì nó khá là gọi là mỏng manh đó các bạn. Mới đụng cái thôi là bung cái dẹ luôn kìa. Nhưng mà chạy cũng khá thích nha. Cute poi que trụi chạy cũng khá nhanh luôn các bạn. Không cẩn thận đó là không control được tốc độ nó luôn đó ha. Ê, ở đây có phải là cái hobby store không vậy? À đúng rồi các bạn ơi, mình tưởng là mình đi nhầm chứ. Đây đây, để mình vô mình lấy xe cứu thương ở đây, mình qua mình chở tụi nó qua đây các bạn nha. Ok,
Rồi, ok các bạn ha, mình đã có cái xe cứu thương rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại nhà của Doremi để mình chở tất cả mọi người lên đây luôn các bạn. Coi vậy chứ ở bên trong xe này nó rất là bự thôi các bạn ha. Chở 10 người còn được nữa, đừng nói chi là chở 5 người. Để mình chở luôn Doremi các bạn. Mặc dù nó là người bắt cóc nhưng mà mình không tin nó là người như vậy đâu. Ê, mình đi lộn đường rồi các bạn ơi. Nếu mà đi đường dưới thì khả năng mình sẽ đi xa hơn. Cho nên là mình sẽ đi cái đường ở trên đây ha. Đây. Ok. Quẹo đây nè các bạn. Đấy. Ê. Chết rồi luôn. Trời ơi, lấy xe cứu thương chưa chạy được tới nơi, chưa cứu được người nữa là mình đụng bên trai kia hả, là một đống luôn rồi. Không sao không sao các bạn, mình có thể control được. Đây. Ui. Trời ơi, hình như mình thấy là mình đi lộn đường nữa rồi đó các bạn à. Ba cái đường cao tốc này má chị Google chỉ hồi là đi hả gì luôn á, chết luôn á. Mình đi cái đường này là mình tiếp tục mình đi cao tốc rồi, nó không có phải là cái đường để mình vô thành phố ha. Thôi mình vòng rồi, nó khá là xa luôn á. Chị dậy đi đi, chắc là do nó thấy mình hụ còi ấy các bạn cho nên là nó nhường đường cho mình á, tại xe mình đang hụ còi mà, cái ưu tiên mà các bạn. Los Santos Medical Center các bạn ha, có nghĩa là đây là một cái bệnh viện trung tâm đó các bạn. Center. Trời ơi, đang chạy tự nhiên đứng lại luôn các bạn, chắc là nó muốn nhường đường cho mình đó. Đấy, tấp cho hết. Xe này mình chạy là tấp cho hết ha. Rồi, ok. Tới nhà của Doremi này các bạn. Được rồi đó, chuẩn rồi đó. Bây giờ ve đi thôi. Rồi. Về thôi ha các bạn ha. Rồi, ok. Xuống xe để chuẩn bị đưa mấy người anh em của mình lên xe cứu thôi các bạn ạ. Đi thôi ha. Ủa? Nhỏ Doremi đâu rồi? Bình thường á thì Doremi nó nằm đây mà. Ở trong đây á thì có Doraemon, Suka, Chaim và Seiko. Rồi bây giờ á, những cái thằng này đâu mất tiêu luôn rồi các bạn. Kể cả Doremi nằm ở đây nữa. What the hell, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ơi, sao mất tiêu hết rồi? Mình nhớ là hồi nãy mình chạy ở bên kia thì tụi nó còn vẫn còn nằm ở đây mà. Tự nhiên bây giờ mất tiêu hết trơn rồi. Kỳ vậy. Để mình vô nhà mình xem thử coi như thế nào. Nhưng mà rõ ràng á là tụi nó vẫn còn nằm ở đó, hồi nãy các bạn cũng thấy được mà đúng không? Ở trong đây thì không có rồi. Làm sao á mà mấy cái người bị thương hoặc là bị bất tỉnh á có thể đi đâu được chứ? Ngoài việc là nằm ở ngoài đó các bạn ha. Mình chẳng hiểu như thế nào luôn. Không có luôn rồi các bạn ạ. Hay là tụi nó bị gì rồi hả? Hoặc là bị ai á di chuyển qua chỗ khác rồi hay sao? Trời ơi, mình biết mình chết liền luôn á. Bây giờ để mình xuống mình xem thử như thế nào nha. Mình lo quá các bạn ơi. Làm sao có thể biến mất một cách gọi là không có lý do như vậy? Uầy, chuyện gì vậy? Uầy. Ủa, sao lại có 5 anh em siêu nhân Gao đứng ở đây vậy? Nè, những người anh em siêu nhân Gao, ngày hôm nay á, mấy anh làm gì mà mấy anh đứng đây vậy? Có phải mày đang tìm Suka, Seiko, Chaien và Doraemon, cả Doremi nữa đúng không? Đúng rồi. Ủa mà sao các em biết? Mày sẽ không bao giờ tìm được đâu, vì tụi tao đã đưa tụi nó đi vào một nơi khác rồi. Cái anh nói gì vậy là sao? Hay là
các anh đã đưa mấy người bạn của em đi bệnh viện giúp em rồi đúng không? Ở đâu á thì còn lâu tao mới nói. Chính mày đã là người hãm hại siêu nhân gào bạc cưa tao ở những tập trước. Bây giờ thì tao sẽ làm lại y như vậy với những người bạn của mày. À, thì ra là các anh, chính là các anh đã bắt những người bạn của tôi đúng không? Chính xác. Và Dorami, ha, nó không phải là sát nhân. Do tụi tao y hiếp nó, do tụi tao bắt nó mà làm vậy. Nếu không á thì tao sẽ giết chết hết những người bạn của nó. Cho nên nó mới trở mặt á và đụng chạm với mày. À, thì ra tất cả mọi chuyện này á là do các anh. Mau, mau thả những người bạn của tôi ra. Tôi không thể nào á để những người bạn của tôi nằm trong tay các anh được. Các anh là những người xấu. Doremi, Doremon, Suka, Chayen và Seiko đã nằm trong tay của tao rồi. Bây giờ tao sẽ bắt luôn cả mày. Còn ngon á thì vào đây. Đây, ngày hôm nay á mình sẽ chiến đấu với lại á những người anh em xin gạo các bạn ha. Chính những thằng này á là người á đứng đằng sau các hoạt động gọi là làm cho Doremi bắt Doremon, Chayen và Suka các bạn. Mấy thằng này á thật là hả quá nham hiểm. Đây. Nhưng mà rõ ràng á tập trước á khi mà mình á đã tiêu diệt Gao Bạc á các bạn thì rõ ràng Gao Bạc nó là người xấu. Nó là một tên sát nhân các bạn nha. Mình tưởng đâu á nó đã là người gọi là sát hại Gao Đỏ. Nhưng mà không phải như vậy. Đây có phải á là một cái cớ để cho năm người anh em Shin Gao á tới đây á để gây chuyện với mình không? Rõ ràng là Gao Đỏ là người nằm mà mình đã gọi xe cấp cứu đưa Gao Đỏ tới bệnh viện các bạn ha. Và sau đó mình nó đi lại và mình tiêu diệt Gao Bạc. Và bây giờ thì mình lại là người gọi là kiếp chuyện và làm sát hại Gao Bạc các bạn ạ. Mày, mình cũng chưa rõ chuyện này như thế nào nữa. Nhưng mà những người đem xuyên Gao ở đây tấn công mình, cho nên là mình phải phòng vệ thôi. Thôi, Gao Đen đang chạy vô kìa các bạn. Mình không rõ là bây giờ nó bắt những người anh em của mình đi đâu nữa các bạn ha. Doremi cũng là nạn nhân các bạn ơi, chứ không phải là sát nhân. Này, Gao vàng, Gao vàng dám đâm tôi hả? Gao đỏ này, Gao đỏ này, Gao đỏ này gọi sụm luôn các bạn ha. Quay, vẫn chưa sụm các bạn ơi. Ôi các bạn thấy ghê không? Một mình Nobita có thể là hả cưng năm luôn ấy các bạn. Gần 5 người anh em xuyên Gao luôn á. Tại vì bây giờ á tình bạn trong người Nobita đang lên cao nhất có thể các bạn. Nó sẽ làm tất cả mọi chuyện á để có thể cứu được những người bạn của mình ha. Này thì Gao trắng này, Gao trắng nó nằm rồi. Bây giờ thì chỉ còn lại 2 người anh em là Gao đen và Gao đỏ thôi. Vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi cái phóng lợn khá dài các bạn, nằm khá tốn ha. Vậy là Gao đỏ nó nằm luôn các bạn. Còn mình Gao đen thì làm sao làm được chị mình các bạn ha. Rồi ok, bây giờ thì Gao đỏ, Gao đen, Gao xanh và Gao trắng nằm luôn rồi ha. Nhưng mà bây giờ thì mình không biết là nó bắt những người anh em của mình đi đâu các bạn. Làm sao mình có thể biết được khi mà nó không nói cho mình nghe ha. Bây giờ thì mình bắt buộc là phải tìm dấu vết, xem thử là nó đã đưa những người bạn của mình đi đâu mới được. Thì mới tìm ra được các bạn ơi. Chứ bây giờ thì chắc là cũng thua luôn, chứ không biết làm cách nào để tìm ra được ha. Và nếu như các bạn quan tâm về việc mình có thể tìm được những người bạn của mình hiện bây giờ đang ở đâu thì các bạn hãy nhớ xem video sau của mình nha. Còn video này thì mình xin tạm kết thúc tại đây và cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của mình. Nếu các bạn thích thì hãy nhớ cho một like và subscribe. Nếu các bạn có yêu cầu lại kiến thì các bạn comment ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì mình là Nobita. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Goodbye.